Nè chị đứng đây Thanh. Rồi lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay trở lại kênh Máy Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp bên em nha. Thì tên của em là tên Nhanh nha anh chị. Thì anh chị gọi điện chút đơn hãy kêu Nhanh hoặc là Thành Hợp đều được nha. Cửa hàng của em ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Là bên em thì chuyên về bán máy cắt cỏ, máy cưa xích đó. Thì anh chị chú bác mà mình có dự định đến tận cửa hàng để mình xem máy cắt cỏ thì mình có thể đến theo cái địa chỉ em nói trên hoặc là kết bạn Zalo để em Nhanh gửi định vị cho anh chị chú bác mình đến cửa hàng để mình xem máy ha. Thì như thường lệ hôm nay em lên cho mình lô máy cắt cỏ 12 máy nha. Anh chị nhớ là chốt máy chốt theo thứ tự, hôm nay em lên là chữ A, A1, A2, A4, A3 vân vân gì đó tới A12. Mấy anh đừng chốt tên máy, đừng chốt giá máy, đừng chốt màu máy, em Nhanh sẽ không biết nha anh chị. Chốt chữ cái của cây máy giùm em Nhanh ha. Rồi bây giờ em sẽ vô sơ lược về cái lô máy hôm nay nha. Thì hôm nay em lên cho mình là có nào là Makita Cốc nè, Maruyama nè, Mitsu T140 nè, Gobin nè, Maru 20, Maru 23 áo vàng ga bắp gen. Rồi phía dưới thì có Makita nè, kế đến là Kawasaki nè, kế đến là Kyugit nè, 253, kế đến là Zenon Komitsu nè, kế đến là Kyugit 26 trợ lực nè, và cuối cùng là một cây Kawasaki ha. Cây máy này áo nó bể, một tí xíu em sẽ nói chi tiết về em tặng phẩm thêm nha anh chị. Đó. Rồi. Thì cỡ này em thấy đã vô vụ rồi. Nhưng mà mấy anh nào có chốt đơn thì mình lựa máy từ từ và em gửi là vườn anh chị, chứ đừng có để mà sát quá, gửi nhiều khi không có kẹp, anh chị gấp quá em hối em làm cũng không kẹp luôn nữa. Đó. Thì bên em là nhận ship hàng trên mọi miền đất nước từ trong Nam ra Bắc nha. Và mỗi cái đơn hàng em Nhanh đều bao ship tới nhà kèm phụ kiện đầy đủ, và đặc biệt là mỗi cái đơn hàng em Nhanh không có lấy cọc 1.000 nào hết. Cho nên anh chị chú bác mình an tâm chốt đơn, không có sợ bị lừa gạt ha. Và em bán hàng với phương châm là uy tín tạo nên thương hiệu nha anh chị. Cho nên anh chị mua hàng của em Nhanh anh chị an tâm đi, uy tín đặt đầu. Đó. Và mỗi cái đơn hàng em đều để cái tâm huyết cả chổng, cho nên anh chị mình chốt đơn thì mình coi cho kỹ mình đã chốt. Cái đợt này không phù hợp thì mình đợi đợt sau ha, không gấp, gấp xong gom hàng còn nghiệp em Nhanh lắm. Mỗi cái đơn hàng đi nó rất là mất thời gian nha anh chị. À, qua đây cũng cho em Nhanh gửi lời cảm ơn đó anh chị vừa qua đã ủng hộ cửa hàng em rất là nhiệt tình ha. Ngày nào đi cũng nổ đơn ầm ầm hết, rất là đi số lượng gọi là nhiều. Đó, thì ngoài ra khách mới có và khách cũ cũng có. Khách cũ từ đâu? Khách cũ là từ những khách mà giới thiệu dùm cho em. Em nói thiệt chứ một trăm lần em nói cũng không bằng một lời giới thiệu của khách nữa. Vậy đó, tức là mấy anh đã xài rồi, trải nghiệm rồi, anh giới thiệu một câu thôi là em bán được cây máy. Giới thiệu một câu thì em bán được cây máy. Mà em lên 100 clip thôi khách vẫn theo dõi hoài à, chứ cũng chưa dám mua nữa. Rồi bởi vậy từ đó em bán hàng mới gọi là gán giữ uy tín để cho mấy anh giới thiệu giùm. Rồi số điện thoại để chốt đơn bên em nè anh chị 0913136620. Số này có Zalo tên là cửa hàng Thành Hợp và hỗ trợ tư vấn chốt đơn cũng là số này nha anh chị. Mỗi cây máy cắt cỏ em Nhanh sẽ cho 6 món đi kèm ha. Đầu tiên là một cái trắng cỏ, thứ hai là một sợi dây đeo, thứ ba là một cái tiếp mở bugi, kế tiếp là một cái ổ cước có dây cước, cái này lại phát cỏ nha anh chị. Kế tiếp là một cái đĩa dài ba tấc đến từ thương hiệu Makita. Cái gì nữa Thanh? Ở dưới cái bàn xay. Ở dưới cái bàn xay ha. Cái lục giác. Rồi là một lục giác 4. Đó, em Nhanh sẽ cho 6 món này đi kèm nha. Còn những cái mặt hàng này em Nhanh bán thêm nè, là gom cỏ nè, nhớt nè, trà rong rêu nè, và tu hít bơm nước ha. Cái tu hít bơm nước này bên em là bằng inox nha anh chị, 150.000 một cái tu hít bơm nước như thế này. Đó, anh nào có mua thì nói em Nhanh gửi luôn. Còn cái này là trà gông ghiêu ha. Trà gông ghiêu này cái bản lớn là 120, cái bản nhỏ là 100.000. Nhiều anh coi không kỹ, cái này là em Nhanh bán, em Nhanh không có cho trong 6 món nha anh chị. Đó, rồi anh chị nào chốt đơn thì chốt giùm em Nhanh trà rong rêu ha. Trời nắng mà anh ứng dụng cho phát cỏ đều được, trời mưa thử ứng dụng cho trà rong rêu. Rồi cái này là gom cỏ cho trâu cho bò ăn nha anh chị, 100.000 một cái bản gom cỏ như thế này ha. Kế đến là nhớt hay thì nha, nhớt này thì em Nhanh đang sử dụng cho cửa hàng rồi, em Nhanh cũng có bán luôn.
nhớt này đến từ thương hiệu qua test nha anh chị. Một bình này là 1 lít nhớt, 1 lít nhớt mà anh có thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng, chỉ có 100 ngàn thôi đó. Và em nhanh hướng dẫn cho mình cách xăng pha nhớt để mấy anh chị máy xài cho nó bền. Nhớ cho kỹ cho em tỷ lệ là 1 lít xăng pha dùm em 40cc nhớt 2 thì nha anh chị. Rồi mình lắc lên cho đều, xài bao nhiêu đổ vô bình xăng lớn bao nhiêu ha. Rồi khi mà anh bóp nhớt thì cho nó qua đây, nó xuống đây. Và cái bình nhớt em nhanh bán nó có chia cái miêu nhỏ nè, 20, 40, 60, 80, anh chị thấy không đó. Cái lợi thế của cái bình nhớt này là nó có chia từng cái miêu nhỏ, khi mà mấy anh pha mấy anh lường đúng chỉ tiêu, chạy máy là bao bền. Máy mà mấy anh xài có bền không phụ thuộc vào tỷ lệ xăng mình pha nhớt đó, mấy anh pha ẩu là máy chạy nó sẽ mau hư thôi. Rồi nhớt này mua có lợi là cái gì? Thứ nhất shipper họ giao bất tử của nhớt mà mình thử, sau này mấy anh xài máy rồi hết nhớt mấy anh chừa cái vỏ này lại mấy anh lường, mấy anh chạy cho nó bền máy nha anh chị. Một bình chỉ có 100 ngàn thôi, mấy anh mua máy mua nhớt theo để em bao ship. Còn ở nhà có máy rồi mua nhớt em nhanh vẫn bán lẻ nha anh chị, mua từ 5 chai em nhanh sẽ bao ship cho mình luôn. Rồi bây giờ thì hình thức mua hàng bán hàng em nhanh cũng nói hết rồi. Bây giờ anh chị coi bên em test nổ máy cây nào phù hợp với gia đình thì chốt đơn, phù hợp là về cái gì, về công suất giá cả ha. Makita lên ga thôi. Rồi rồi cây đầu tiên là cây Makita nha anh chị, công suất là nồng 20cc, công suất là 20cc nồng 30 ly ha. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha, kéo nhẹ là nhẹ nổ ha. Nó cũng chạy chế gin le đỏ tự động ha, du lớn. Cái le đỏ tự động khi mà mình đóng le thì mình bóp như thế này, mình giật máy mình lên ga nó sẽ nhảy mở le luôn cho mình ha. Công tắc nằm ở đây tum liền tum nhựa nha, bô khói đẹp nha, sáng chân luôn hả. Máy thì liền lạc hết, ga giữ ta đôi lớn, láp còn tem luôn, chán cỏ đầu bò ghim, đầu bò gì có chán chống mòn đỏ luôn ha. Mã này mấy anh chốt cho em nhanh mã A1 nha, nồng 30 ly, giá là 1.250.000 ha. Cái đến là Marujanma nè. Rồi một cây Maru đó, công suất là 20cc nồng 30 ly, phát cỏ gia đình, phát cỏ cho trâu cho bò ăn cực kỳ là tiện lợi và phù hợp ha. Ưu điểm đầu tiên là siêu nhẹ, thứ hai là chạy cực kỳ lợi xăng và không có hỏng quạt nha anh chị. Tại vì cây máy này sở hữu chế riêng quanh bờ rồi kim chỉnh nó còn cái miếng nhựa ở trên nè. Nói mấy anh tin ý để ý giùm em, những con ốc là nó vàng khè luôn, khá đẹp ha. Đó, đây bộ khói trắng bông luôn nha anh chị, lóc dập nổi mắt in ra bàn ha, khung đầy đủ thôi, bờ đỡ bằng xăng, tung liền tung nhựa nha, tua chạy rất là nhanh đấy. Công tắc nằm bên đây, ca giữ ha, đầu bò ghim có chén chống mòn đỏ và chén chống ấn cỏ luôn, lắp tem nó đẹp. Rồi mã này mấy anh chốt giùm em ký hiệu là A2, giá 1.350.000 nồng 30 ly ha. Bệnh làm ở sợ ma kìa mấy. Xuống ngủ ngủ với nó. Mitsubishi nha. À anh chị ha, nồng 32 ly. Đó, công suất là cỡ 24-25cc đó.
Cái này thì bên em đã lên chế mới chế hai kim ra ngang rồi nha. Và những cái dòng máy mà nồng đứng nhiều á, cái nồng đứng như thế này anh chị ha, là chạy siêu khỏe từ lóc máy cho đến buông khó nè anh chị, nhìn đi đây công tắc nè. Đây máy này thì lóc có dập nổi mát in saban nha. À, tum thì tum nhôm tum rời 260 luôn nha anh chị. À, tính năng phát cỏ anh chị có thể tháo rời đầu máy đấu xịt thuốc và có thêm tính năng bơm nước nó cũng được luôn. Gà dữ ha, chắn cỏ đầu bò ghim. Đây chắn cỏ mà nó còn hợp tông với mã áo nè anh chị thấy không? Mã này mấy anh chốt giùm em nhanh mã 3A3 nha. À, ký hiệu là A3, giá là 1,5 triệu nha. 1.500.000 đồng. Cái đến là Robin ha. Robin à, Robin cổ ngỗng, tại vì cái cổ bình xăng nó giống như cổ con ngỗng cho nên bên em gọi là Robin cổ ngỗng nha anh chị. À, anh chị thấy mát in Japan không? Ừ. Máy này chạy chế riêng quanh pro một kim ra ngang rồi luôn anh chị, mua khói nè. À, rất là đẹp, công tắc nó nằm bên hông đây nha anh chị, mấy anh đẩy xuống là tắt, mấy anh đẩy lên là mình mở ha. Ừ. Tum nhôm tum rời 260 luôn nha, công suất là 25cc nồng 32 ly. Thì máy này cũng có tháo rời đầu máy được nha anh chị, đấu xịt thuốc đều được hết ha. Đó, ga dữ nha, chắn cỏ đầu bò ghim đó. Mã này mấy anh chốt giùm em nhanh, ký hiệu là A4 nha, giá 1,5 triệu luôn, rất là giá cả rất là hồi, rất là hợp lý luôn. 1,5 triệu không đây, đừng quên xài nha. Maru Yanma, công suất là 20cc, mã này nồng 30 ly nha. Hôm gà em lên bán ầm ầm những mã như thế này mà có nhà anh hỏi cho còn không thì dọn tới đâu em bán tới đó nha anh chị. Anh thấy máy đẹp dữ thần chưa? Đó. Mua khói nè. Mua khói rất là đẹp nha. Đó, chiếc Jin One Pro luôn nha anh chị. Ừ. Khung nè, khung này anh nhìn chị dày đi, như chưa xài luôn anh chị, dày dặn luôn. Đó, tôm liền, tôm nhựa nha, không tắt nè. Nè, ốc máy khá đẹp, ga bóp bò ghim ha, lát ghim, chắn cỏ đầu bò ghim. Đó, đây em quan sát cho anh chị coi, cái này cái điện thoại bắt đầu lấy nét nè. Đầu bò có chán chống mòn đỏ, chán chống quấn cỏ đầy đủ nha. Ừ. Ừ. Lắp là lắp đánh khá đẹp. Rồi mã này mấy anh chốt giùm em nhanh, ký hiệu mã A5 ha, giá 1,5 triệu nha, nồng 30 ly. Rồi kế đến là Maru Yanma vàng nè, trúng thanh. Maru Yanma, công suất là 23cc, nồng 32 ly ha. Đó. Áo máy vàng rất là đẹp anh chơi. Thương hiệu Maru Yanma này không có làm anh em mình thất vọng đâu. Chạy siêu bền, siêu lợi xăng ha. Công tắc nằm ở đây. Nói chung cái mã này thì em thấy chỉ có cái thiếu cái thùng thôi. Đó. Nó đẹp mà nó lại riêng toàn tập 100% nữa. Bình xăng lớn rồi riêng hết nè. Chạy chế riêng One Pro luôn anh chị. Kim luôn ha. Lóc dập nổi mát in Japan nha. Đó. Ừ. Tôm liền, tôm nhựa đồ nha anh em. Đầy đủ ha. Ga bóp viên nữa, đầu bò viên. Có chén chống quán cỏ và chén chống mòn đầu ốc đầy đủ ha.
Đấy. Mã này mấy anh chốt cho em nhanh là mã A6 nha, giá 1.600.000 đồng. Đó, em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ cho mình luôn. Rồi, cái này là Robin nha anh chị, mà tại em dán cái tay Makita nhìn cho nó lạnh lặng nó đẹp thôi. Đó, Robin cổ ngỗng ha. Rất là đẹp nha anh chị. Chạy ổn định, chạy bóc Meranti nổ giòn, ổn định luôn. Đấy, máy này cũng chạy chế riêng quanh Pro một kim ha. Nó nhìn nhầm em bô khói nè, sáng đẹp. Phía sau nó là có công tắc zin nha. Đó. Dọc máy nè. Sáng trưng ha. Tôm liền tôm nhựa nha. Tôm liền tôm nhựa. Rồi, đặc biệt cái này thì ra nó hai chế độ nha, và em nhắc kỹ nè, cái này nó chỉ sử dụng được cái bách ngắn này thôi, cái bách dài này nó chỉ là cái phương tiện để hỗ trợ nha anh chị. Đây mấy anh xài ga bóp thì mấy anh để như vậy là nó thành ga bóp. Còn anh nào muốn xài ga giữ thì mình cột cái bách dài này lại. Để mấy anh xài cái này ha, sử dụng cái ngắn này là thành ga giữ nha. Đó, chú ý giùm em nhanh nha, cái dài này mấy anh bóp là nó không có ăn nha anh chị. Lát zin, chắn cỏ đầu bò zin đầy đủ nè. Đó, rồi mã này mấy anh chốt ký hiệu giùm em nhanh là mã A7 nha anh chị. 1.600.000 đồng, tức là mấy anh nói nhanh ơi cho anh chốt ký hiệu mã A7 là A7 sẽ gửi tới nhà mấy anh luôn. Rồi, máy cái hệ máy mà làm mưa làm gió mấy em gài Kawasaki nè, lên bao nhiêu bán bao nhiêu nè. Kawasaki nòng 32 ly, công suất là 23 cc. Tại sao em nói là làm mưa làm gió, trời mấy hại này em gài lên hay không có đủ đơn để bán anh chị đó, mà bên em thì thiếu nhân sự dọn hàng đó, tại vì khách chốt hàng quá nhiều và đẩy nguồn nhân sự đó lên đóng hàng đó. Thì đây là những cái lợi thế của anh nào mà bấm like bấm đăng ký kênh thì thấy máy nhiều thì mình chốt là được nè. Chạy chế zin gan quanh pro luôn anh chị, một kim ngang ngang bình sơn lớn zin, nói chung máy này zin 100% ha. Mà mấy anh nghe kỹ tiếng máy đi, chạy rất là giãn, rất là bốc đó. Lóc dập nổi mắt in Japan cho mình luôn ha. Đó, dập nổi mắt in Japan, đế bờ đỡ bình xăng đầy đủ nha. Sở hữu là tum nhôm tum rà 260 ha. Tắt là đẩy xuống, mở là đẩy lên. Đó, cho nên ngoài tính năng phát cỏ, mấy anh có thể tháo rời đầu máy đấu xịt thuốc được luôn. Từ áo máy nè, cùm máy tông sạc tông ra giữ đầu bò zin. Đó, liền lạc cho mình luôn ha. Rồi, mã này mấy anh chốt cho em nhanh mã A8 nòng 32 ly giá 1.600.000 đồng nha. Cái đó là Kiwit 253 ha. À, đây là một cái sản phẩm mà được khách em đặt cho biệt danh là nồi đồng cối đá nha anh chị. Em anh biết cái từ nồi đồng cối đá không? Cực kỳ là bền. À, phát cỏ ăn như là trâu ăn cỏ luôn, siêu nhiều, chạy cực kỳ khỏe nha. Máy này nó chạy chế zin, biết tông ga của nó luôn nha anh chị, sở hữu chế zin, du lớn, chạy siêu khỏe nha. Mấy anh nào mà mua về mà phát cỏ dày, cỏ to, phát cỏ mà bằng ổ cước thì cứ phát vô tư, siêu khỏe. Cái thứ hai là mấy anh bơm nước, mấy anh gắn đầu ống bơm tu hút mà ống 27 thì bơm rất là xa ha. Máy này zin 100%, liên lạc hết, lóc máy rồi dày nhận ha. Tum thì tum rời, đó, tum rời tum nhôm, liên lạc hết. Ôi ôi, 256 luôn nha anh chị, cho anh thèm 253 công tắc zin nè. Ga giữ, chắn cỏ đầu bò zin, lắp còn thêm thông số đầy đủ luôn, chạy rất là khỏe ha, nhìn liền lạc quá. Mã này chốt cho em nhanh mã 29 nòng 32 ly giá 1.600.000 đồng ha. Rồi kế đến là cây Xenon Komitsu nữa nè. Yeah.
Xenon Kimitsu, cái này thì gọi là Kubota, công suất là 26cc, nồng 32 ly nha anh chị. Nồng 32 ly, chạy chế zin. Đó, sở hữu chế zin này là chế máy cưa nha. Đó, đóng e, mình khởi động xong máy nó chạy, mở e đẩy xuống như vậy ha. Lốc máy bô khói rồi, trắng chân rất là đẹp nha anh chị. Đó, bình xăng lớn zin liền lạc. Máy này mấy anh nghe kỹ đi, chạy rất là bốc, cực kỳ là ổn định luôn. Đó, tum nhựa tum liền ha. Rồi ga bóp zin nữa nè, ga bóp zin. Và cái này là cái công tắc nè anh chị, thấy không? Cái công tắc này là mấy anh bấm tắt nó sẽ nhảy về chế độ mở cho mình luôn. Trời cao ha. Đó, đáp zin trắng cỏ, đầu bò zin liền lạc hết cho mình luôn nha anh chị. Đó, chén chống mòn đồ ốc, chén chống quăng cỏ mà chén chống mòn đồ ốc, nó bằng nhựa luôn. Đó, mã này mấy anh chốt cho em nhanh, mã A10. Đó, nồng 34 ly, giá là 1.700.000 đồng ha, 1.700.000 đồng. Rồi kế tiếp là Qgit 26 nè. Qgit 260 nồng 34 ly, phiên bản có trợ lực nha, chạy chế zin ha. Đó, máy này thì zin toàn tập nha anh chị, trợ lực chế zin, chạy ổn định. Made in Japan, có thông số luôn này nha anh chị. Đó, Made in Japan, chạy lại xăng, tum nhôm tum liền nha. Đó, rồi có áo bảo vệ tum luôn cho mình nha. Đó, ra bóp zin nè, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nha. Đó, trắng cỏ, đầu bò zin hết. Rồi, mã này mấy anh chốt giùm em nhanh, mã A11, nồng 34 ly, giá 2 triệu. Rồi, đài phát thanh luôn rồi Thanh ơi. Được ra máy rồi chị. Rồi được rồi, về đi. Rồi, Kawasaki. Cái này nồng nó 36 ly nhưng mà công suất nó tới 34cc là nha anh chị. Là những cái máy mà nồng 30, tức là nó chạy như những cây 37, 38 ly. Đó, nó đại khái là như vậy ha. À, mấy anh chị nhìn dùm em cái lốc máy nó vậy nè. Đó, bình xăng lớn zin. Đó, chạy chế bình xăng con cũng zin theo máy luôn nha. Bình xăng con này nè, chạy chế Japan nữa nè. Chế này chế bê tông ra, chế zin theo máy đó. Cái áo máy nó lủng lỗ nhẹ đây nè anh chị, áo zin nha. Nè mấy anh nhìn từ áo máy đến tum lớn bố lớn nè. Đó, nó tông sạc tông hết, rất là đẹp, tum lớn bố lớn luôn. Đó. Nhưng mà nó bị bể cái đó cho nên bên em bán cái máy này, em tặng kèm thêm một cái áo máy mới nha. Đó, thì về anh chị để zin như vậy xài đi, sau này nó bể tan nát thì mình hãy lắp cái này qua. Đó. Mấy anh nhìn giùm em từ áo máy, tum máy, cùm máy, trắng cỏ luôn là biết cái mức độ zin nó như thế nào rồi phải không? Em nhanh mua máy lựa nó mới được như vậy nha anh chị. Zin 100% toàn tập, đầu bộ zin nè, có chén chống mòn đồ ốc nè. Đó, rồi trắng cỏ zin nè, láp zin nè. Đó, cầm máy đồ tông sẽ tông đẹp, cái bát đeo ga của nó cũng dây đeo cũng không có giống ai luôn, xịn sò luôn ha. Cái này đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mở nha, ga nè mềm mại nha anh chị. Rồi mã này mấy anh chốt giùm em nhanh là mã A12, nồng 36 ly, giá là 2.700.000 đồng ha. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ nha anh chị. Rồi, cho em nhanh xin chào và hẹn gặp lại nha, tạm biệt.